Sáng nay, thành phố Thủ Dầu Một và 14 phường đã đồng loạt ra mắt bộ nhận diện thương hiệu. Sáng ngày 4 tháng 12, thành phố Thủ Dầu Một và 14 phường đã đồng loạt ra mắt bộ nhận diện thương hiệu. Bộ nhận diện thương hiệu được ứng dụng thực hiện các nội dung như nội ngoại thất, biển hiệu, trang phục, biển tên, tài liệu nghiệp vụ, truyền thông, giao diện, màu sắc thương hiệu và các ứng dụng khác. Logo bộ nhận diện được lấy cảm hứng từ hình ảnh quốc kỳ của Việt Nam và năm bàn tay nắm vào nhau bên trong một vòng tròn khép kín và sự thể hiện ý tưởng chung tay cải cách thủ tục hành chính. Câu slogan hành chính phục vụ thể hiện tinh thần lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thể hiện năm giá trị cốt lõi mang đến cho người dân doanh nghiệp là khoa học, hiệu quả, hiện đại, sẵn sàng và thân thiện. Được biết đây là địa phương đầu tiên cấp huyện của tỉnh Bình Dương ra mắt bộ phận nhận diện thương hiệu, thể hiện nền hành chính phục vụ đơn giản, dễ hiểu, dễ nhận biết. Đồng thời, việc đồng bộ thống nhất bộ nhận diện thương hiệu đã tạo nét đặc trưng riêng của thành phố Thủ Dầu Một và 14 phường đối với công tác cải cách hành chính, qua đó mang lại nhiều tiện ích trong việc tiếp cận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được nhanh hơn, hiệu quả hơn. Dịp này, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố cũng cho ra mắt địa chỉ tư vấn, cung cấp thông tin, hỗ trợ các giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến và bộ phận tư vấn, giám sát, giải quyết khiếu nại, hỗ trợ các giao dịch thủ tục hành chính trực tiếp, gồm đại diện các phòng chuyên môn thành phố, công an thành phố, bưu điện thành phố, đơn vị VNPT Viễn thông Bình Dương, lực lượng tình nguyện. Thông qua đây, người dân doanh nghiệp sẽ được tiếp cận tất cả các thông tin về công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Đồng thời, bộ phận tư vấn, giám sát cũng sẽ kịp thời giải quyết mọi vướng mắc của người dân doanh nghiệp, hướng dẫn hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp, như hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công, cấp chữ ký số, ký chữ ký số đối với thành phần thủ tục hành chính, có e-form, nộp hồ sơ trực tuyến hoàn toàn miễn phí, qua đó giúp người dân doanh nghiệp tiếp cận các thủ tục hành chính trực tuyến một cách dễ dàng, hiệu quả hơn, thể hiện tinh thần quyết tâm, đồng lòng, sự cam kết hoàn thành trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố, bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại các phường. Việc ra mắt bộ nhận diện thương hiệu của Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố, bộ phận tiếp nhận, trả kết quả các phường đã thể hiện được ý nghĩa của nền hành chính phục vụ đơn giản, dễ hiểu, dễ nhận biết, để lại ấn tượng sâu sắc đối với người dân doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, việc đồng bộ thống nhất bộ nhận diện thương hiệu này đã tạo được nét đặc trưng riêng đối với thành phố Thủ Dầu Một và 14 phường đối với công tác cải cách hành chính, qua đó mang lại nhiều tiện ích trong việc tiếp cận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp được nhanh hơn, hiệu quả hơn, từ đó gia tăng niềm tin của người dân doanh nghiệp vào sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền thành phố, thúc đẩy việc hình thành công dân số, doanh nghiệp số, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung.